Võ Minh Trọng hiện vẫn đang phải điều trị chấn thương. Hậu vệ trái này gặp vấn đề ở vai phải trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Indonesia hôm 26 tháng 3 vừa qua. Trong tình huống tranh chấp ở phút 80, Võ Minh Trọng bị Rizky Ridho xoạc bóng, sau đó hậu vệ tuyển Việt Nam tiếp đất bằng vai. Anh tỏ ra đau đớn và cần đến sự chăm sóc của đội ngũ y tế. Do tuyển Việt Nam đã hết quyền thay người, Võ Minh Trọng sau đó phải nén đau thi đấu trong gần 20 phút còn lại của trận đấu. Ngoài Võ Minh Trọng, một cầu thủ khác từng lên tuyển Việt Nam là Nguyễn Văn Tùng cũng không có tên trong danh sách tập trung U23 Việt Nam lần này. Tuy nhiên Văn Tùng không bị chấn thương. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không lựa chọn cầu thủ này đơn thuần bởi lý do chuyên môn. Với việc thiếu vắng Võ Minh Trọng, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhiều khả năng sẽ sử dụng Phan Tuấn Tài cho vị trí hậu vệ trái. Thời gian qua, Tuấn Tài được huấn luyện viên Chu Xie xếp đá trung vệ lệch trái trong sơ đồ 3 trung vệ. Tuy nhiên sở trường của cầu thủ này vẫn là hậu vệ trái, với khả năng dâng cao tấn công tốt. Một trong những thất bại đau đớn nhất của huấn luyện viên Chu Xie khi dẫn dắt U23 Việt Nam là trước U23 Indonesia tại bán kết SEA Games 32. Trận đấu đó, hàng thủ đoàn quân áo đỏ tỏ ra vô cùng bị động trước các tình huống bóng bổng và nhận tới hai bàn thua bắt nguồn từ pha ném biên của đội bạn. Theo tính toán, chiều cao trung bình hàng thủ U23 Việt Nam ở SEA Games 32 chỉ là 174,5cm, thua kém đáng kể so với tại SEA Games 31, 176,4cm và SEA Games 30, 178,5cm. Riêng ở trận gặp U23 Indonesia, U23 Việt Nam xuất phát với hàng thủ không có ai cao hơn 1m80, không tính thủ môn. Ba trung vệ là Tuấn Tài, 1m77, Quang Thịnh, 1m79 và Ngọc Thắng, 1m75, hai hậu vệ biên, Văn Cường cao 1m67, Minh Trọng cao 1m70. Tại vòng loại U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam cũng nhận một bàn thua từ bóng bổng khi gặp U23 Singapore với pha phản lưới của Hữu Nam. Muốn xây dựng triết lý kiểm soát bóng, huấn luyện viên Chu Xie thường lựa chọn những hậu vệ có khả năng chuyền bóng, phối hợp để triển khai lối chơi từ phần sân nhà. Tuy nhiên, những phương án của nhà cầm quân người Pháp lại chưa đảm bảo được sự ổn định trong nhiệm vụ chính là phòng ngự. Vấn đề này xuất hiện cả ở cấp đội tuyển quốc gia và là một trong những nguyên nhân khiến nhiệm kỳ của ông Chu Xie phải kết thúc sớm. Hướng đến vòng chung kết U23 châu Á 2024, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn triệu tập 10 hậu vệ trong danh sách sơ bộ. Chiều cao trung bình của các hậu vệ là 177,2cm, nhỉnh hơn khá nhiều so với SEA Games 32. Ngoài ra, ông Tuấn đã dùng quyền trợ giúp để bổ sung trung vệ cao 1m87 Nguyễn Thành Khải. Trước đó, cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ Đà Nẵng không có tên trong danh sách sơ bộ do huấn luyện viên Chu Xie gửi lên Liên đoàn bóng đá châu Á từ giữa tháng 3. Nhưng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã tận dụng năm quyền thay đổi nhân sự để đưa Thành Khải vào đội tuyển. Thành Khải và Lương Duy Cương là hai trung vệ cao trên 1m80 của U23 Việt Nam. Các trung vệ còn lại như Nguyên Hoàng, Quang Thịnh, Mạnh Hưng, Ngọc Thắng, Đức Anh cũng sở hữu thể hình và khả năng tranh chấp khá tốt. Một thay đổi đáng chú ý nữa dự kiến sẽ được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thực hiện là trường hợp Phan Tuấn Tài. Cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Thể Công Viettel nhiều khả năng được trả về thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái sở trường thay vì phải đá trung vệ như giai đoạn huấn luyện viên Chu Xie nắm quyền. Trong những giải đấu thành công nhất của bóng đá Việt Nam ở cấp châu lục, hàng thủ luôn là điểm tựa quan trọng. Thời điểm giành vé giữa U20 World Cup sau vòng tứ kết giải U19 châu Á 2016, U19 Việt Nam của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chỉ nhận 2 bàn thua sau trận. Nỗ lực của nhà cầm quân người Khánh Hòa mong rằng sẽ giúp U23 Việt Nam có một hàng phòng ngự ổn định và vững chắc hơn tại vòng chung kết U23 châu Á 2024.